Một ca chuyển bệnh từ khu B sang phòng hồi sức cấp cứu khu D tại bệnh viện dã chiến số 4. Bệnh nhân nữ này đang có tiên lượng rất xấu. Liên hệ đến những như hồi sức có chỗ oxy trung tâm để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Nếu mà tiếp tục ở đây á thì chỉ từ chiều đến sáng hôm sau có thể xài đến 17 bình oxy. Thì một bình xài chỉ khoảng được khoảng, nếu mà cái tốc độ đang xài của cô ấy là khoảng 1 tiếng rưỡi là hết một bình rồi. Dù vẫn còn tỉnh táo, không có bệnh nền, tuy nhiên nếu theo dõi chỉ số thì SP02 của bệnh nhân chỉ 25. Sau hơn 1 tiếng hồi sức tích cực, đổi máy thở oxy lưu lượng cao, tiêm thuốc và cấp cứu, SP02 của cô cũng dần hồi phục. Thật ra ở thời điểm đó mình cũng chỉ là cố gắng hết sức thôi, chứ không dám tin rằng là rồi bệnh nhân sẽ cải thiện. Hoàn toàn không dám tin đâu. Nhưng không ngờ, sau đó SP02 cả hồi phục dần dần. Chụp X-quang lên thấy ở cái phim phổi này vẫn còn hy vọng. Mình cảm thấy là ít nhiều gì mình hoàn thành được nhiệm vụ của cái tầng của mình. Kết cuối cùng, chặng đường cuối cùng khi bệnh nhân chuyển được lên đến tầng trên. Quá vui. Đây chỉ là một trong rất nhiều ca cấp cứu bất ngờ như thế này trong một ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vượt qua được lưỡi hái tử thần. Đó thật sự là một sự khủng hoảng về tâm lý. Và khi thấy người ta ra đi mà mình không làm được gì cả, cái đau đó nó không bằng cái đau của gia đình. Tại vì ảnh vô đây, ảnh đi cách ly, điện thoại mất, đồ đạc mất hết, không còn cái gì hết. Mình không còn cách nào liên lạc với gia đình để mình báo một cái tin buồn cũng được nữa. Và nói chung là Covid là như vậy đó. Các bác sĩ ở đây cũng chia sẻ, chưa từng nghĩ ở nơi mình chiến đấu sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Tiếng máy thở oxy, tiếng máy monitor liên tục là những gì không thể quên với cuộc đời của những y bác sĩ này, ngay cả trong giấc ngủ vội. Những lần giành giật với tử thần như vậy, càng thấy rõ khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, và có ở đây mới hiểu nhịp thở là quan trọng đến nhường nào. Nhiệm vụ duy nhất của đội ngũ y tế đó là hàng ngày cùng bệnh nhân chống chọi để giành giật sự sống, phải cố gắng từ những điều nhỏ nhất.